Hello các bạn, hôm nay anh Thư đã quay trở lại đây. Và các bạn biết hôm nay là ngày gì không? Đó chính là ngày ra mắt Nhung Thư Shop. Và anh Hương mới ngủ dậy và sau đó mới make up và thay đồ đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với shop Nhung Thư Shop xem để có gì không nha. À quên, anh Hương phải đem theo một cái bóp tiền để ủng hộ cho Thiên Thư và chị Nhung nữa. Hey hey hey, bóp tiền ở đây đây. Wow. Hello. Hello mấy bạn. Quá trời bạn luôn. Nè hello nè, hello rồi các bạn, hello đi. Hi, Hương ơi. Hello. Chụp hình với mấy bạn. Hello mấy bạn. Không biết nhìn máy nào luôn. Cái chị cái bình thường cứ chụp hết vậy đó. Ờ, ok. Hello em. Rồi. Ok. Hello em. Hai súng luôn. Xong chưa? Xong chưa? Mới cánh đi với hàng này đó. Thấy các bạn ơi, hiện tại là không khí ở đây rất là náo nhiệt, rất là đông ở trong khu vực này. Bây giờ anh Thư sẽ mua slam luôn. Mua slam ủng hộ Nhung Thư Shop nha. Ok, mấy em cứ mua bình thường đi, đừng, chị không có làm thịt đâu. Rồi. Làm hư slam á. Không biết nay bán hết được mấy cái slam đó chưa. Cái bạn này, bạn nhớ là lần trước anh Thư có làm hư slam nè. Mẹ cho con xin cái giỏ. Có giỏ, còn giỏ. Hết giỏ luôn. Rồi, mình sẽ bóc bằng tay. Anh kia chưa? Em cũng mua slam đó hả? Em cứ lựa thoải mái nha. Anh Thư lựa lên nào nha các bạn. Em thấy làm nào đẹp em? Cái nào em thấy đẹp chưa? Đây thì em hết rồi mà em thấy tiền. Trời, chị cũng không biết mua làm nào đây. Anh Thư tạm thời để cái giỏ vào lên đây. Đào. Wow, kim tuyến với cốm. Đây cũng là kim tuyến luôn. Anh Thư sẽ mua một cái lamp shop này. Anh Thư rất là thích cái lamp shop này. Lamp kim tuyến. Một lamp kim tuyến nha. Và một cây pom pom. Rồi, ba hũ. Đây là Wishy. Ủa, hello, chào bạn. Bạn đang mua Wishy à? Thiên Thư ơi, giờ chị ba muốn mua Wishy thì Wishy nào mà rẻ nhất thì em hãy giới thiệu cho chị ba đi. 15.000. Đâu Wishy 15.000 đâu nào? Wishy của 15.000. Của Bắp thì rất là dễ thương, này cũng dễ thương mà. Không, em nghĩ là Wishy nào đẹp nhất em? Nếu là em chọn. Con này á hả? Ờ, em thấy con này dễ thương. Wishy chính hãng luôn á. Một cái Wishy fan chọn thì anh Thư sẽ lấy thử về. Phòng mà anh Thư sẽ mua ủng hộ Nhung Thư Shop gồm có 3 hộp slam và 2 wishy. Bây giờ mình sẽ đi tính tiền xem là cái rổ này đáng giá bao nhiêu tiền nha. Nhiều tiền quá thì mình phải trả bớt đồ lại các bạn ơi. Bà chủ Nhung.
Chị Hai ơi, em mua rồi, thôi em đem lên lầu luôn nha. Trời ơi, giờ không biết là được nhiêu mà chị Thư đã đem mình lên lầu, chắc chết chị Du quá. Rồi, bán liền. Sẵn luôn đó em. Tại sao vậy? Tính gấp đôi, tại vì người trong nhà mà. Người đó rồi. Rồi, ok. Rồi. À, cái này là gấu, rất là dễ thương, cái này là có giá 201 nha. Dữ vậy, này 100.000 thôi. Trời ơi, vốn chứ nó vốn thôi. 150 nè các em. Cái gì cái nào 150? Các bạn biết giá yên tâm đi, không sao đâu. Mắc cái nào 150? Cái nào? 150. Cái gì cái này 150? Cái này cái kem mà tao bán có 15.000 cây à. Thôi trả lại. Kem giả mà mắc. Các bạn ơi, không được vậy là không được. Vậy sao là chị Thư có mấy thôi? Tính tiếp đây, tính làm nhiều. Rồi. Tính làm nhiều nè. Cái này à. 65.000 hả? 65. Rồi. Cái này là 55 là 1.2. Dạ, tới chục nữa là 18 rồi. Rồi, cộng lại hết nhiêu? Lại 306 là 504. Trời ơi, 250 thôi. Thêm cái bịch nữa đó nha, là thêm là 550. Rồi, đây, 504. Rồi, hóa là chị Thư 10.000. Rồi, thank you. Đây, anh Thư sẽ cầm cái phần này của mình và sẽ review sau trong video clip sau với các bạn nha. Hết quà rồi, đúng rồi, hết quà, sạch quà luôn. Anh Thư tưởng là 10 giờ bắt đầu. Ủa mấy giờ bắt đầu anh hai? 9 giờ. Ủa 9 giờ hả? Anh Thư ngủ tới 9 rưỡi luôn. Dạ hả? Hello. Ông đứa hello nè. Hi. Dễ thương, các bạn nào cũng dễ thương hả? Chào cô. Đây là mẹ của anh Thư các bạn. Làm sáng vô. Còn đây là đây là nhỏ em của anh Thư, nhỏ em không tên. Nhỏ này nhỏ nào em không biết. Rồi. Các bạn ơi, chúng ta hãy xem ở bên ngoài nha. Qua wow, hôm nay nhà của anh Thư với nhà anh Thư quá trời xe luôn. Chào cô, chào chị. Cái bên này. Wow. Là rồi, cái bên này với là bên này luôn. Vậy là cái bên này xem rất là vui các bạn ơi. Chị Dung ghi chữ hơi xấu nha, tại vì không có ngồi được. Đợi tính tiền kìa, đợi cái này tính tiền kìa. Các bạn đợi chút xíu nha mấy bạn. Hi. Rồi vô đi em. Yeah. Chăm 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 때론 외롭고 싶어도 말야 너와 같이 할 수만 있다면 아 Sau một tiếng đồng hồ đứng ở dưới nhà phòng khách của anh Thư thì phải nói là anh Thư đuối luôn á các bạn ơi. Hôm nay các bạn tới rất là đông và anh Thư chụp hình liên tục luôn, nên là bây giờ anh Thư lên bếp, anh Thư ngồi nghỉ một chút. Và ngày khai trương hôm nay, nói chung là khai trương hôm nay anh Thư cũng định làm một cái điều gì đó hơi bựa để chọc sót chị Nhung, nhưng mà thứ nhất là tình hình các bạn đứng đông quá, anh Thư không làm được gì. Cái thứ hai là nếu mà làm gì cũng tội nghiệp cho chị Nhung và Thiên Thư quá, cái ngày khai trương mà còn đi trùi dập nữa là thôi không nên nha. Cho nên cái phần đặc biệt nhất anh Thư thấy là anh Thư mua ủng hộ chị Nhung slam phần sushi, và anh Thư sẽ review cái thứ đồ mà anh Thư đã mua đó trong video sau nhé. Và anh Thư thật sự không ngờ luôn là trong vòng một tiếng đồng hồ anh Thư xuống trễ slam 50 hộp slam, 100 hộp slam đầu tiên gì đó đã biến mất hết, không còn một hộp nào cho mình luôn. Ok, cho nên là hẹn các bạn trong video sau nhé. Đừng quên ủng hộ cho Nhung Thư Shop và like, share, subscribe nếu các bạn thích video này nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Somebody love you. 그치만 웃은 일도 많아 내 머릿속 안에는 추억이 너무 많아 이 또한 지나갈 테니까 이 다음에 만나 꽃이 피면